Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chủ tịch nước Lương Cường, lễ tuyên thệ của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý ngồi xuống. Đội nghi lễ về vị trí. Trân trọng kính mời Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.